Phi có mặt tại cửa hàng Abo với rất là nhiều công việc, nhưng mà trước mắt thì anh Phi sẽ test cái con mảng xà linh thần này để gửi cho một bạn ở Sơn La, Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thì bạn có đặt thêm hai cái bao tai nữa, bao tai thì một cái màu đen, một cái màu trắng, anh Phi sẽ cho qua ha. Cái này thì cũng không cần phải test gì nhiều, chủ yếu là cái con Yuyo thôi. Còn đây là cái bộ 4 dây quà tặng. Đúng ra cái clip này thì anh Lĩnh đã làm rồi, nhưng mà anh Lĩnh làm xong anh Lĩnh gửi qua Zalo thì cái chất lượng clip nó giảm khá là nhiều, cho nên anh Phi sẵn tiện ở đây thì anh Phi làm lại luôn ha, với độ phân giải 4K cho các bạn dễ xem, nó đẹp hơn chút xíu ha, đẹp hơn chút xíu thôi chứ cũng không đẹp hơn nhiều so với Full HD 60 frame đâu. Đấy, đây, nhưng mà 4K thì up lên nó sẽ rất là nặng. Và bây giờ thì anh Phi sẽ vui cái con này ra. Các bạn sẽ thấy rằng đây là clip làm lại, tại vì dây anh Lĩnh đã vô sẵn rồi nè các bạn thấy không. Dây thường nó sẽ nằm ở bên ngoài chứ nó không có vô sẵn như vậy, trừ khi những cái clip mà các Yuyo mà được Abo test qua rồi á, thì dây nó sẽ nằm luôn ở trong này. Và cái đầu dây anh Lĩnh cũng đã móc sẵn vô trong này rồi các bạn thấy không. Đấy, thấy không? Anh Lĩnh đã móc sẵn vô trong này rồi, nó đã là cái thòng lọng rồi ha. Đúng ra thì anh Phi cũng không cần phải test lại đâu, anh Linh đã làm chuẩn hết rồi, nhưng mà anh Phi vẫn muốn làm lại chút xíu ha. Đây là con mảng xà linh thần, mã hàng của nó sẽ là 676112AR. Đây cái hộp ngoài của nó đây. Đấy, thì cái con rắn này nè, nó sẽ có hai mã, một mã là 676208R là con băng thần kiếm, cái mã cái đó con đó nó sẽ có màu là màu tím. Còn cái con màu đỏ này là con mảng xà linh thần, thì cái mã hàng của nó là 676112AR. Thì giá của nó cũng là như nhau thôi, 259.000 các bạn ha. Thì cái dấu hiệu để nhận biết hàng Oldy thì nó sẽ có những cái logo hoặc là những cái tên tuổi của hàng Oldy trên này. Riêng cái dòng mà nội địa thường nó sẽ có một cái tem chống hàng giả nằm ở đây ha. Hoặc là nó dán ở đâu đó trên đây, nhưng mà thường nó sẽ nằm ở mặt đáy. Còn những cái hộp đứng thì nó nằm ở mặt ngang ha. Thôi thì chúng ta không phân tích nhiều ở chỗ đó nữa. Thì kỹ thuật vô dây của Yuyo thì rất là dễ rồi, cũng không có khó khăn gì. Thì anh Phi, giờ anh Phi lấy dây ra trước cái đã nhé. Đấy, anh Phi lấy dây ra. Thì để vô dây cho con Yuyo này thì trước hết chúng ta sẽ phân tích hai đầu dây. Một đầu dây là để máng vào ngón tay ha, một đầu dây là để máng vào con Yuyo. Thì đầu dây máng vào ngón tay nó sẽ có cái thòng lọng thắt sẵn như thế này ha, tất cả các dây đều như vậy ha. Đây, cái đầu dây máng vào Yuyo nè, cái đầu dây máng vào tay nó sẽ có cái thòng lọng sẵn nè các bạn thấy không. Đấy, thì đây để mà các bạn máng vô Yuyo thì các bạn không cần phải gỡ Yuyo đâu, các bạn cứ để Yuyo như vậy và các bạn xe cái đầu dây cho tới khi nó tách đôi được thì tách nó ra ha, máng vô dây và giữ thẳng như vậy, buông ra cho nó xe theo chiều tự nhiên của nó thì nó sẽ nó như vậy, nó ra một cái tình hình nó trạng nó là như vậy ha. Nó máng vào Yuyo, nó máng vào cái bạc đạn ở giữa. Và để làm cái nút thắt cho cái dây này thì các bạn rất là dễ, các bạn thọt hai ngón tay vào. Ngón tay anh Phi hơi to, ngón tay các bạn nhỏ thì dễ làm hơn ha. Thọt hai ngón tay vào cái nút thắt nè, các bạn chụp cái sợi dây này ở phía dưới nè, chụp hai ngón kìm nó kéo ra là nó sẽ trở thành một cái đồng lọng. Và các bạn sẽ cho vào tay thì lúc này nó sẽ không, nó hơi đau á, nhưng mà các bạn mới chơi thì nó hơi đau á, nhưng mà nó sẽ dướng chặt vào tay và các bạn sẽ không có bị văng con Yuyo này khi mà quăng ha. Rồi, khi quấn dây thì cũng rất là dễ, các bạn dùng cái tay cầm Yuyo, dùng ngón cái giữ sợi dây trên thành Yuyo, sau đó các bạn quấn ha, cứ quấn như vậy đi cho tới hết dây là nó sẽ xong thôi ha. Rồi, còn những vòng cuối cùng thì các bạn cuốn từ ngoài cuốn vào đấy, và chúng ta thả Yuyo thôi. Chúng ta thả thì cái tư thế tay ra như vậy để chúng ta thả ha, thả xuống nó mới đủ độ mạnh và nó xoay mới ok ha, nó mới đẹp. Và bây giờ anh Phi sẽ xoay cái camera này ra ngoài để anh Phi ghi hình tiếp, nhưng mà trước khi xoay thì anh Phi cận cảnh chút xíu để các bạn thấy được cái độ đẹp của nó ha, sát nút luôn. Đấy, xem trên này có thông tin gì. 2015 Oldy Collection, cái này được thiết kế năm 2015 nha các bạn. Nó thuộc dòng Platinum 5, nó sẽ sản xuất 25-26, rồi còn Platinum 6 thì sẽ là 27-28 à, còn 29 thì anh Phi chưa thấy, 29-20 thì anh Phi chưa thấy. Anh Phi sẽ xoay cái camera ra phía ngoài để dễ dàng hơn cho trong cái việc quăng Yuyo nhé.
Rồi, đây anh Phi sẽ quăng vô vô ra, cầm tư thế như vậy, chúng ta sẽ quăng ra. Nè, thấy không? À, nó sẽ quăng. Các bạn hút lên không lên đâu. Nè. Đó, đây là vô vô 1A cho nên hút lên không lên đâu. Các bạn phải làm cái động tác lên dây. Đó, các bạn đá vô vô lên. Đó, như vậy ha. À, rồi các bạn mới hít như vậy nó mới lên ha. Đấy, rồi, hít lên. Còn nếu các bạn đá vô vô chưa được, chưa tập đá lên như vậy được. Nè, đá lên nè, không? Đá lên hụt nè. Đó, đá lên dính dây nè. Thường khi tập á là các bạn hay vừa hụt dây làm như vậy lắm ha. Nhưng mà khi mà quen rồi thì các bạn đá cái là nó lên dây thôi, không? Đây, à. Đây. Còn nếu các bạn đá dây chưa được thì đây. Cái tay vô vô là ở đây nè, thấy không? Rồi các bạn tay còn lại nè, dùng cái ngón trỏ nè cuốn ha, để lên dây, kéo dây này ra ngoài, rồi để lên con vô vô lên dây nè, không? Rồi kéo nó ra như vậy. Đấy, anh Phi đang làm chậm cho nên là nó rất là khó ha. Anh Phi sẽ làm nhanh chút xíu để các bạn thấy nhé. Rồi nè, tập vô nè, kéo lên nè, để lên nè, khoảng 1/3 hay tới 1/4 cho dây chỗ này, rồi các bạn hút lên ha, rất là dễ ha. Còn cái này là chơi một tay, chơi một tay rất là khó các bạn ha, cho nên các bạn cứ tập từ từ nhé. Đấy, anh Huy sẽ quăng xuống nè. À, chơi một tay thường nó hay bị dướng dây lắm đó, thấy không, nó dướng nè. Đấy, rồi đây một tay nè, à, nó vô dây rồi nè. À, sẵn dịp vô dây như vậy anh Huy sẽ chỉ các bạn cái cách để gỡ ra, nó dướng dây vô trong này rồi các bạn thấy không. Đấy, nó dướng dây vô trong này luôn rồi nè, nó không phải là một sợi dây bình thường nữa mà nó bị dướng rồi. Thì anh Huy sẽ chỉ cách các bạn tháo ra ha. À, đây cũng là một cái ý hay, thường khi chơi một tay nó sẽ dễ bị như vậy lắm các bạn, nó bị dướng dây đó, nó gọi là bị rối dây. Và điều này thì các bạn cũng hay bị khi chơi vô vô, và thường khi test á chúng ta rất ít khi test như vậy đó. Tại vì đây rối dây như vậy thì có hai cách để các bạn có thể làm. Một là các bạn dùng một cái vật nhọn như vậy. À, vật nhọn như vậy để các bạn vít sợi dây ra, vít sợi dây ra ha, không có cắt bỏ dây nha các bạn, dây này không cần phải cắt bỏ đâu. Nhưng nếu nó phức tạp quá các bạn vít hoài không ra thì các bạn sẽ tháo vô vô, anh Phi sẽ chỉ các bạn cách tháo vô vô này ra. Nè, xoay ngược chiều kim đồng hồ ha, nắm xoay ngược chiều kim đồng hồ, xoay nhẹ một cái là nó sẽ ra, và các bạn cứ xoay từ từ ha, xoay từ từ để tránh tình trạng đó là nhanh quá nó bị rớt rồi trầy ha. Sau khi gỡ ra thì hai mặt vô vô nó sẽ là như vậy, và sau đó chúng ta chỉ lại việc lấy dây ra mà thôi ha. À, rồi chúng ta trước khi dặn cái con vô, nắp vô vô này lại thì đảm bảo rằng cái ti này đã bị nó vô sát hết rồi ha. À, ok hết rồi, đây là cái ti nè, cái bạc đạn nè ha. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay cái này vào, đảm bảo là nó đúng chiều nha, đúng chiều và đúng răng, nếu không nó lệch răng là nó hư luôn cái vô vô. Cho nên anh Huy thường có những cái khuyến cáo là các bạn không phải gỡ vô vô này ra ha. À, rồi nhưng buộc khi rối dây buộc thì cũng phải làm thôi ha. À, rồi sau khi gỡ ra dặn lại thì nó sẽ là như vậy, và chúng ta sẽ vào dây lại cho vô vô ha. À, xe nó ngược chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ ngược chiều dây để tách nó ra được như vậy ha. À, rồi móc nó vô, rồi xong ha. Rồi và quấn dây lại một lần nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ thử lại một lần nữa xem nó chạy ổn chưa nha. Này. À, quay rất là ok ha. Rồi anh Phi sẽ lên dây cho nó cái nữa là xong nhé. Ui. Rồi anh Phi sẽ làm lại nha. Ở chỗ này khó làm. Này, ha, hất lên nè. Đấy, hất lên nè. Ở gần ở trên bàn này khó làm các bạn, hất lên nào. Các bạn phải tập từ từ. Rồi, đây xong các bạn ha. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ buông cái này ra, xong rồi đóng hộp lại là xong. Rồi cái phần test tới đây là xong, thì anh Phi sẽ để chung hai cái bao tay và cái dây ở trong này luôn cho các bạn, và chỉ cần đóng hàng nữa là xong ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.